Bách Lê sửa soạn chuẩn bị đi chơi nghe. Lên đồ. Năm nay cũng đã 80, nghe đi chơi là tươi phơi phới. Tóc trên màu xám ánh kim, không thuốc nhuộm cứ xin lời người. Tết thêm sực sỡ sắc màu, đèn sam khói thì cứ cho ao. Và ly tôi treo ngang hồng, thêm bông tai váy xinh màu hồng. Lên tour. Đi chơi như việc travel, tour ta tôi tay ô về. Tết bao la khuyến mãi tràn trề, giá không lo chút buồn ngon lành. Chúc nhau kỷ vui, cùng dắt tay mai gặp muôn phường. Nước non đẹp tươi xưa bang sắc quê ta đi lễ đầu năm văn hóa ngày xuân Việt Nam ngày xuân đẹp tươi muôn sắc màu. Việt Travel ơi dắt nhà đi chơi. Truy cập travel.com.vn để du xuân gắn kết với đa dạng hành trình cho cả gia đình. Việt Travel, ngoại đi chơi Tết, gia đình trên hết.